Thưa quý vị và các bạn, ngày ngày nhặt ve chai kiếm mấy chục nghìn để duy trì cuộc sống, thế nhưng khi nghe loa phát thanh kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, gia đình ông Lê Văn Thúy và bà Đỗ Thị Huyền ở thôn Phương Trù, xã Tư Dân, huyện Khoái Châu đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng mua 1 tấn gạo ủng hộ công tác phòng chống dịch tại địa phương. Hiện gia đình sinh sống bằng nghề thu lượm ve chai, ngày nào nhiều thì được 70-80 nghìn đồng. Cả gia đình, 3 người sống trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, tài sản lớn nhất trong nhà có lẽ là chiếc xe đạp ông đi hàng ngày. Mặc cho những khó khăn thiếu thốn, ông bà vẫn dành dụm toàn bộ số tiền tiết kiệm mua 1 tấn gạo tám thơm trị giá 15 triệu đồng để ủng hộ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch xã Tư Dân. Gia đình có cái tâm là thôi là mọi người cũng mọi người, lúc khó hơn lúc không. Là tôi đã mỗi người một đi một lai, cho mỗi người qua bệnh tật đi. Tôi là người hàng xóm cảm động thấy người ta là rất có cái tinh thần ủng hộ và chúng tôi cũng không biết nói gì hơn mà cũng rất tự hào là cũng có con người hoàn cảnh như thế mà có một cái tư tưởng và hành động rất là tốt. Mong muốn là cái dịch để qua đi để bà con nhân dân được trở lại cuộc sống bình thường. Những hình ảnh đẹp về tấm lòng của gia đình ông Thúy một lần nữa minh chứng rằng tinh thần đoàn kết, chung tay của mọi tầng lớp nhân dân đã tạo thành sức mạnh to lớn, góp phần đẩy lùi đại dịch.